Dạ. Với lại là 50 kg gạo. Dạ. 50 kg gạo. Dạ. Rồi đây là còn tiền dư. Dư là con gửi cho gia đình được luôn. 50 kg gạo là nó 650. Dạ. À, cái này là hết à, cái này là 160. Dạ. Rồi cái này là 30.000 nữa. Dạ. À, Hùng Mạnh chào cô chú anh chị. Thì hôm bữa Mạnh có đăng tải cái clip của gia đình 4 người ở sống nghe địa của chú. Đây nè, đây cô chú thấy không, đây là cái nghĩa địa nè. Ờ, ở đây là một cái con đường rất là quan sơ luôn cô chú nè, cái đường mòn nè, cái đường mòn rất là quan sơ luôn. Thì hôm bữa đăng tải lên đó, rồi có mấy cô chú có gửi một ít tiền gạo gì đó cho gia đình của chú. Thì hôm nay mấy anh em vô thì kênh của Thủy Thảo rồi đó cô chú, hôm nay mấy anh em vô để trao tiền cho gia đình chú để cho chú vui. Thật sự cái đường của đường nhà chú á, rất là khó vô luôn, cô chú thấy không, đây cái đường mòn nè. Thôi bây giờ mình sẽ vào, không để cô chú anh chị chờ lâu nữa, rồi mình xin mời cô chú anh chị. Đây là cái đường mòn khó vô luôn cô chú, chạy xe khó luôn. Mới chở em Nghiệp á, nó chở hai bao gạo vô, rồi mấy anh em vô để cho chú vui á. Rồi mình xin mời cô chú anh chị cùng vào nhà. À, giờ mình tới nè cô chú. À, tới nhà ha, cô chú thấy không, rất là quan sơ luôn. À, sống một cái giữa một cái khu nghĩa địa, thật sự rất là quan sơ cô chú. Bây giờ mình sẽ đi vào nhà để trò chuyện với chú ạ. Anh em vui bên kinh của Thảo cũng đây, vui chỗ ha. Đây là hai bao gạo. Giờ mấy anh em vô cùng một ít tiền. Bộ gạo này một tay xong kinh đây. À, cầm lấy máy. Một tay không nổi rồi. Trời ơi. À, giờ Hùng Mạnh cũng đem gạo vô cho chú, cho gia đình chú nha. Con chào chú nha, chú Trân Tu. Dạ. Đây là chú Tư. Đây nghe chú. Dạ dạ. Còn bao nữa Hùng Mạnh ơi? Dạ con chào gia đình mình nha. Dạ. Còn một em một đứa nữa thôi. Dạ nó trời. Học hả? Quyên, đi. Chú này. Không cần đâu chú, để em học. Ủa cái gì? Không cần đâu, không học nó nằm như vậy. Dạ. Chú này. Dạ. Rồi, hai bao. Đi bỏ ra đây. Rồi bây giờ là mình tay cho chú đúng không ạ? Rồi có em của em cứ nói đi, cứ nói chia sẻ đi, nói dạ. Chuyện chú đi. Rồi con chào gia đình mình nha, cô dạ. Cô với chú cho tụi con một ít thời gian cho chuyện nha. Dạ. Thì hôm nay á, tụi con có vô đây để mà đem cái một cái phần quà để gửi tới gia đình chú. Dạ dạ được rồi chú. Hôm trước thì tụi con có đăng tải video gia đình mình á. Dạ. Thì có một cái chị Mạnh Thường Quân dạ. Ở bên Mỹ tên là chị Vy. Thì dạ. Có gửi cho con cái số tiền là 1.650.000. Dạ. 1.650.000 để mà chị cũng có nhờ tụi con là mua cho chú là 2 cái thịt nè, với lại là một trứng nè, chục trứng để mà mình pha tàu ăn ha. Dạ. Với lại là 50 kg gạo. Dạ. 50 kg gạo. Dạ. Rồi đây là còn tiền dư. Dư là con gửi cho gia đình được luôn. 50 kg gạo là nó 650. Dạ. À, cái này là hết cái này là 160. Dạ. Rồi cái này là 30.000 nữa. Dạ. Rồi con mua còn dư tiền này. Dạ. 800. 30.000 thì con gửi dạ. Cho cô chú luôn nha. Dạ dạ. Thì cô dạ. Chú gửi lời tới chị Quy Minh nha. Dạ. Quay đây nè chú, quay đây nè chú. Đây nè chú. Rồi, chú đây. Cảm ơn chị Vy đi. Chú cảm ơn chị Vy ở Mỹ. Đơ luôn rồi, chú đơ luôn rồi. Mỹ về. Bên đây nè chú. Đó, quay qua ba chú kìa. Chú đỡ chú, rồi chú rất cảm ơn. Chú không biết nói gì cho hơn. Dạ. Chú rất cảm ơn chú Lý. Dạ, cô có muốn nói gì không? Em chú tiền. Chứ thịt, chứ gạo thì em cũng rất cảm ơn. Dạ. Chú không có gì cho hơn ha. Rồi các con có con nói được không? Con ra đây nói nè,
ra đây để cha em Tuyền là cái người ở trong bị nhà bệnh rất là thương, cái tay rung, bị bệnh gì mà cái tay cứ nó giật miết à, mà em mới có 22 tuổi à. Thì hiện tại ở đây thì má em cũng mà muốn đăng tải video về cái căn bệnh của em để mà cô chú chị dụng như là có muốn giúp đỡ cho em để mà em có tiền chữa trị, tại vì em còn nhỏ, con mới có 22 tuổi thôi mà bệnh tim, có hai căn bệnh luôn, mình là Parkinson rồi mình là tuyến giáp. Bữa tháng nghe em chia sẻ như vậy đó. Rồi con có muốn gửi lời đến cô Vi không? Cô ở bên Mỹ. Con có gì con cứ nói đi. Con cảm ơn cô như thế nào? Không biết nói gì luôn. Dạ. Thì nói chung là gia đình cũng ngại, cũng không có biết nói gì hơn, thì thôi thì Thảo cũng thay mặt cho gia đình của chú cô, thay mặt cho những người anh em ở đây gửi lời cảm ơn tới chị Huy ở Mỹ đã mà tài trợ cái món quà này để gửi cho gia đình chú. Một lần nữa thì Thảo cảm ơn chị Huy rất là nhiều, và cũng như là cảm ơn toàn thể quý khán giả đã mà luôn luôn ủng hộ những cái kênh của những người anh em để mà đi làm thiền nguyện cho chú cười biết rồi chú sẽ qua đây cười ơi. Gia đình chú là cô chú ở đây sống đó luôn. Chú cứ cười miết vậy nè. Vui à chú, vui không? Vui không? Vui. Vui quá. Đây, lại biết nói chuyện nhiều. Sao? Anh em lại tới đây chúc chú mừng quá trời, vui quá trời vui luôn. Vui quá trời vui luôn ha. Vui quá trời vui luôn. Bữa nay có. Mừng quá trời mừng luôn. Mừng quá. Không biết nói gì cho hơn đó. Biết nói gì nó không? Mừng quá nói gì nó không? Không biết nói gì tao hơn á. Làm gì là mình bắt gà ăn dịch làm đi. Bởi vì em không có nuôi gà dịch. Nuôi gà dịch hả? Có nuôi gì không? Em bị gì? Có nuôi cá không? Có. Vậy bắt cá lên. Có nuôi cá dồ. Cá dồ luôn. Đâu đâu chú? Cá dồ bắt. Cá dồ. Nói cho chú nghe. Nó chua luôn. Nó chua ngon lắm. Cá dồ lên chua bỏ cháy đó. Bỏ cháy bùi chét luôn ha. Phải cười. Là cá dồ chú. Cá dồ. Cá cha đó. Cá cha miền Tây ta hay kêu bằng cá dồ á. Ao cá dồ ha. Ao cá dồ mình thường thường ta hay nuôi ao gì ta? Nuôi hào. Nuôi hào à? Không, ý con nói là nuôi cái ao á. Nuôi hào ăn sao nè? Muốn biết là đi đâu ai biết. Rồi giờ chú dẫn ra coi ha. Rồi. Có cái ao cá hả? Coi ao cá thử ao của chú đó. Đúng thật chú. Đây, đi đây coi. Chú cầm tiền này có đưa vợ cắt không hay là cắt luôn? Hồi nói rồi vợ. Thăm nhà chú thì có cái mình hồi viên của bạn Thảo đưa tin đó. Coi chừng rớt nha chú. Dạ, đây nè, đây nè. Mình đi coi, mình đi coi. Đi con đi luôn đi. Rồi cả nhà mình đi luôn đi cho nó vui. Mẹ đó có đi học không cưng? Dạ có. Đi học vô sửa soạn đi học đi cưng. Bây giờ rồi hả gì đó? Dạ không buổi sáng. Học vậy rồi. Vậy rồi. Sao chú Tư, nay vui không? Vui, bữa nay quá trời vui luôn. Quá trời vui ha. Đây hả chú? Trời ơi cái ao này ơi giời. Trời ơi luôn. Thôi con không ăn đâu. Nuôi cá vô ở dưới hả chú? Ừ, cá vô dưới này. Bởi vì nước nó không có vô. Nước chén này đó, nó không vô quá. Đây là nước đậm đâu hả? Nó hơi đục. Dạ. Bởi vì nước nó không có vô á. Ao cá vô của chú Tư hết hồn luôn. Trời ơi chú. Con trồng cá hay sao? Nó ở ngoài sâu quá, nó tới ngoài sâu nó không có vô. Nước chén mà nó không có vô. Chú này cậu đi sao? Ừ. Đi sao? Chào quá vô ỉa. Ờ chú vô chú ngồi thử con coi thử rồi. Thiệt luôn á. Là cái vô chú hả? Dạ. Mình vô mình ngồi gì nè. Nè, mình vô mình ngồi gì nè. Nè, nằm vô mình ngồi gì nè. Đó, mình vô mình ngồi gì nè. Ừ, chú ngồi vậy đó hả? Ừ, mình vô mình ngồi gì nè. Tụi mình ở lại đi, cá chua. Rồi, được rồi chú ơi. Rồi. Rồi mình vô cái đó đã là. Có tự nhiên đó. Ừ. Chú khờ lắm cô chú. Khá là khờ luôn. Ừ. Ừ. Con tưởng đâu cái ao của chú bự lắm. Ai ngờ cái ao của chú nè. Cái ao vậy đó. Cái ao này được chắc được 3 mét vuông à. 2 mét vuông, 2 mét rưỡi à cô chú. Dạ. Dạ.
về mà trong nhà có cái căn bệnh, nói chung là em bị tiêm rồi bị rung. Đứng đi, đứng đi để hỏi em kiềm chế được cái rung gì đó. Cái chỗ mát đứng đi. Dạ, 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 mình vô đi, vô nhà, vô nhà đi. Ngày vui quá ha. Dạ. Vui quá ha. Vui à, bữa nay. Quá vui. Quá vui dữ không? À, chiều nay mình có tiền rồi à, chú à, tính à, mua gì ăn đây? Đi đi lên chợ mua cá, mua thịt. Thịt cá bữa nay có rồi. Nó ăn hả? Có thịt với lại có trứng rồi đó chú. Dạ. Hoa tàu ăn ha, gia đình dạ, hoa tàu dạ, ăn dạ, ha. Dạ, cảm ơn. Chú cho con hỏi là cô chú này dạ. Chú này nhiêu tuổi, cô nhiêu tuổi? Không biết. 53. Chú nhiêu? À, biết luôn à. Rồi chú họ tên gì? À, Trần Trần Ngọc Cu. Trần Ngọc Cu. Dạ. Rồi vậy. Chú thứ mấy chú? Em thứ tư. Thứ bốn hả chú? Thứ tư. Thứ tư dạ. Là thứ bốn á chú. Dạ. Dạ, cô tên gì vậy? Lâm Thị Thu Tâm. Dạ, cái địa chỉ mình ở đây là sao cô? 92/3 Đọc đọc tiếp luôn. Ấp Tân Phú gì nữa em? Ấp Tân Phú, huyện Lan Nhung, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Xã Phương Hòa. Dạ, quý cô chú anh chị ơi, mình xem video á, ví dụ như mình có thấy gia đình của chú á, mà có theo dõi được cái địa chỉ á, thì quý cô chú anh chị mà ở gần đây á, mà có lòng hảo tâm thì đến có thể hỗ trợ chú nha với mấy em nha. Dạ. Dạ cứ dạ rồi rồi xây ra cười chú ơi. Cười 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 mét vậy luôn. Sao cái hàng tiền đạo không còn gì đó rồi chú? Bị súng rồi, chơi súng ăn rồi, nghe hả? Có muốn trồng găng lại không? Chúng muốn trồng ăn lại lắm mà ngặt không có tiền ăn đây, tiền đâu mà trồng. Vậy con Tháo hầm găng giả con đưa chú nha. Phải cười bà chú. Rồi chú với cô ngồi ghế đi ha. Anh thấy tay em dạ, ngồi lại ngồi ghế luôn cô chú. Lại ngồi ghế luôn xong cái mình dễ nói chuyện ha. Đi ghế khác hả? À. Rồi bác sĩ có cho uống thuốc không? Có. Có mà không có đủ tiền mua thuốc. Không đủ tiền mua thuốc. Dạ. Bao nhiêu mà không đủ tiền mua thuốc? Dạ 30 viên 300 ngàn. 30 viên 300 ngàn mà không đủ tiền mua thuốc. Dạ. Rồi không đủ tiền mua thuốc rồi uống rồi sao được? Mình phải kiếm tiền mua thuốc chứ. Dạ. Nay em tính đi xin giấy chuyển tuyến lên xuống Cần Thơ khám. Dạ. Dạ. Bữa nay là em tính đi hả? Dạ. Em bữa nay nhiêu tuổi? Dạ 22. 22 tuổi. 22 tuổi nhỏ xíu vậy. Nãy giờ tưởng là 16 tuổi á. Tại vì bệnh nhiều quá anh. Dạ. Biết anh Chiên, em có chia sẻ là em có đi khám bác sĩ biết được cái căn bệnh đó rồi, nhưng mà tại gia đình không có số tiền cho nên là em phải về chịu vậy thôi, chứ cũng không có thuốc mang gì để uống hết. Cái tay thì rung rung gì xuống hả? Có một tay rung hay tay kia có rung không? Dạ không có tay. À. Đây là bệnh Parkinson ha. Rồi bác sĩ nói uống thuốc thì khả năng hết bao nhiêu phần trăm em biết dạ, không? Dạ không có nói. Không có nói hả? Dạ. Còn nghiệp vậy. Sao chú? Dạ. Vui dữ không? Có đi làm gì không? Dạ. Vui dữ không? Dạ. Vui quá trời vui. Bữa nay vui thiệt á. Vui rồi ha. Mấy anh là vui quá trời vui luôn. Quá trời mừng luôn. Dạ. Nãy em nói là đi khám mà ra tự nhiên là ra căn chú là đóng vàng nhà trên tụi chú đi. Thôi ra là đi đi. Đây là ngôi nhà mà trước là nhà nước có hỗ trợ các cho chú nè. Nói chung nhà cũng không có gì hết luôn đúng không? Sáng ngày bé mới học về. Yeah. Ủa tối chú ngủ đâu? Đây hả? Ngủ dưới đây nè. Chú ngủ ngay này. Yeah. Được cái dáng ở dưới ai ngủ? Mấy đứa nó ngủ. Dạ. Yeah. Chú ngủ đây, ủa không dân mùng hả chú? Dân mùng, mùng xéo xẹo vậy đó hả? À, không có, cái này chú. À, chú phải không? Ừ, đây, chú chăn qua đây nè. Chú lại phải không? Dạ. Xuống lại. Rồi dạ. Mình lên nhà trên á. Dạ. Mà hồi ướt ha. Cái này nóng quá chú. Đây, cái căn nhà chú trên của chú cũng đơn sơ. Cũng không có gì hết chú. Giờ chú cái người ở trên là, đó là ai chú? À, chú này á, bà nội. Bà nội, ông nội. Dạ. Ờ, ông Tóc, bà Tóc. Dạ, ông Tóc hả chú? Ờ. Còn bên đây, hai chợ
bà mẹ, bà má, bà. Dạ. Bên đây là ông già với bà già. Yeah. Đây là cái nhà trên của chú, tôi nhà tình thương hả chú nha. À, nhà tình thương trên cạnh đó. Cách đây hôm bữa con nghe cũng chú nói là 6 năm rồi hả chú? Dạ. Rồi mình thờ ông bà nhiều ở đây rồi, dỗ quẩy rồi chú làm luôn hai. Mẹ chữ làm, chữ thờ vẫn làm luôn, có gì chúng đấy. Dạ, có gì chúng nấy hả chú? Có gì chúng nấy à? Có gì chúng nấy phải không? Dạ, có gì chúng nấy. một năm vậy là mình bao nhiêu cái đám dỗ chú? Ba cái đám dỗ. Là của một mình chú cúng hả? Ừ, cho mình nữa. Ủa chú là trai Út hay là gì? Trai Út hả? Dạ. Bởi vì trai Út là phải lo hết luôn á. Dạ. Giờ cũng phải gán kiếm tiền để mà lo hả chú? Có gì giờ mình nói gì thì chú nói. Ông bà chú không có đòi hỏi mình. Rồi sáng giờ chú ăn uống gì chưa? Từ sáng giờ có ăn cơm rồi. Có đồ ăn cái gì? Giờ có tiền mua, có tiền gì? Không, hồi sáng chú ăn cơm với gì á? Hồi sáng hôm qua. Có mua thịt hôm qua. Mua thịt hôm qua ha. Để chán ăn, hôm qua ăn đó, nhín. Nhín hả? Bữa nay ăn riêng. Giống như là một miếng thịt nhỏ mình cắn 2-3 lần mới hết không? Thì mình không có tiền thì mình ăn tiết kiệm. Tiết kiệm ha. Bữa nay có tiền rồi đó, ăn ăn lớn luôn. Hôm nay với hôm qua là mình ăn thịt heo. Hôm nay ăn thịt bò. Rồi gì? Cũng mua cho chú thịt với trứng á. Dạ. Mình có tàu mình ăn. Dạ. Ăn lâu cũng được. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn chú ha. Dạ. Vậy con cũng xin phép chú. Dạ. Con về. Dạ. Con chào chú ha. Rồi chú chào chú ơi. Dạ. Dạ bye bye chú. Rồi mạnh hạn của chú anh chị á những video sau. Cảm ơn. Dạ.